ánh sáng nó là hiện tượng phản xạ toàn phần, ánh sáng đi từ dưới lên gặp chất lỏng nó bị phản xạ toàn phần xuống dưới. Còn bây giờ nếu có ánh sáng từ ngoài vào thì ảnh hưởng. Thế nên lâu đời phải phải tối. À phải tối đúng thầy. Đấy, xong đó nhưng bắt đầu mới bỏ ra cho nước vào. Đấy, không có cái gì. Đấy, như thế. Được rồi, phải làm bài. Thấy phải làm lại. Em đưa tờ giấy khác đây chị. Ba thông số này bỏ đi rồi. Bỏ vào chưa? Bỏ vào đúng không? Cái tờ này chị nháp vậy. Nháp thôi. Cái tờ này chị nháp thì nháp nha. Đọc đi em, đọc đi. Đọc lại đi. 134390. 1, 3, 4, 3, ok. Đấy, bây giờ ấy là này đúng không? Lau đi. Chị cứ ghi bên này đi. Không, cái này nó N0. Lau đi, bắt đầu đóng vào. Xong bắt đầu trở về cái này. Đấy, rồi thế. Xong bây giờ em mới mở ra cái chế này. Đấy. Nó có tác thế. Thấy chưa, không hỏi thầy đúng sao mà. Đóng vào đúng không? Phải hỏi, mình cũng biết mình phải hỏi. Bao nhiêu em? 134386. Tức nó chỉ chênh nhau một tí thôi. Ok, rồi. Em đóng mở ra. Từ em phải đóng vào, triệt tiêu vào, em mở ra. Bấm đi. Nó mất dung dịch nhưng nó nồng độ không thay đổi. 134391 này chuẩn rồi đấy. Đo chiết xuất dung dịch đường gluco bằng khúc xạ kế. 134386. 4 lần rồi. 5 lần rồi. 4, đây có 4 lần rồi. Thầy bảo đo 4 lần à? 5 lần. Trong lý thuyết là 5 lần. Đo chiết xuất dung dịch đường gluco bằng khúc xạ kế. Một ba bốn ba tám sáu chuẩn nhất rồi.